Các bạn xem đó, công việc nhiều lắm. Vừa review đàn xong à, vừa review đàn xong giờ đi giao đàn, thay đồ đi giao đàn lên. Đi giao đàn nha. Nha ngủ nha Phan. Không gọi. Không gọi quay luôn. Đi lấy xe hả? Mình vừa mới giao xong rồi, giờ đi xuống đi về.